Hà Nội thoát án treo sân tại vòng 7 V-League. Câu lạc bộ Hà Nội vừa được ban giải quyết khiếu nại hủy án phạt thi đấu trên sân không khán giả tại vòng 7 V-League 2019 sau khi gửi kháng cáo lên ban tổ chức. Dù được xóa án phạt treo sân, nhưng câu lạc bộ Hà Nội vẫn phải nộp 70 triệu đồng tiền phạt. Vận động viên nữ quên mặc váy khi thi đấu. Giải vô địch bóng bàn thế giới đang diễn ra tại Hungary bỗng dưng được chú ý khi tay vợt nữ số 1 người Trung Quốc ra sân thi đấu mà quên mặc chân váy. Tay vợt Đinh Ninh chỉ mặc một chiếc quần bó sát ra khởi động mà không hề hay biết. Chỉ tới khi Đinh Ninh sực nhớ, cô mới lẳng lặng chui vào phòng thay đồ. Lúc này thì khán giả mới ngã ngửa. Lực sĩ Trung Quốc cơ bắp 0% mỡ. Zheng Shaozhong được mệnh danh là kẻ hủy diệt trong làng thể hình Trung Quốc khi sở hữu khối cơ bắp nhìn như 0% mỡ. Shaozhong đã có toàn bộ các danh hiệu từ cấp sinh viên tới các giải vô địch quốc gia cũng như châu Á. Lực sĩ này chỉ còn thiếu đúng một tấm huy chương vàng thế giới.